hơi dài hơn tí nữa. Không 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 đủ như thế này. Đúng rồi, đúng rồi, hơi ba ra. Đấy ra. Đấy, cứ giảm đi. Chiều thân nhé, em đừng dùng cái quỳnh tay ra này là để kéo chứ không phải là để đẩy người lên cầm được cái người không thì nhá. Con đau thì con cứ giảm cho nó hết đau thôi. Thế mà bên mặt cái mặt rồi, vô mặt, không mặt càng thêm.